năm 7 tuổi tao bắt được một con ve, tao gỡ đã có cả mùa hè trong tay. Rồi thì tháng năm này điều tiếc nhất của mình là khi mình sống vì người khác, mình tạo ra giá trị cho người khác thì điều đó là tốt, điều đó là có ích. Nhưng mà chúng ta quên mất một điều rằng tới giờ ăn cơm rồi, đồ má, đấy phải là tới giờ ăn cơm mà nó đói thì mình quất thôi. Đây không phải là lớp học đạo đức, cũng không phải là cái lớp chia sẻ về cái triết lý sống hoặc là nói đạo lý sống như như cục cức ở một phương diện nào đó thôi, chứ cũng không hẳn là hoàn toàn đúng. Một cái điều gì đó không phải mãi đi theo các bạn đến cuối cuộc đời. Bây giờ là tới giờ là nấu đồ ăn chưa? Mình hâm lại đồ ăn tối mà mình quất thôi. Ngon. Chứ phải tự tế bản thân trước đã ha. Cái điều đó thì xa xôi quá, mình đang nói ở cái trong cái giới hạn. Chưa chết thì ăn đi, má chết có ăn được đéo đâu. Mình đã trở lại với cái bếp lò và con chó. Cái này là test ánh sáng thôi, test âm thanh. Nếu mọi thứ ok thì mình chơi. Hôm nay mình đang ở đâu thì đéo biết, nhưng đây đốt và đốt. Nói về nói gì quên ta, từ tí nhớ ra nói tiếp. Điên cuộc sống mà, cứ tầm hưởng đi rồi sẽ thấy cứt lợn cũng là một bông hoa. Mấy miếng cà rồi một ít rau rồi cục thịt cơm thì nấu hồi nãy rồi, thì đó cũng là có cà. Bây giờ mình sẽ đuổi chó. Ê mẹ, những cái ổ gà trên đường đi. Đúng rồi, mình phải thương lấy cái bản thân mình trước đã. Cuộc sống của chúng ta là vậy. Cho dù bạn có ngồi nhầm chuyến xe buýt thì bạn vẫn phải tới bến. Mọi sự thay đổi đều có cái giá của nó hết. Dù tốt hay xấu thì đó cũng là điều bạn nhận được. Niềm tin của bạn có đủ mạnh hay không? Ô, mầm qua, ô. Chuyến xe của đời mình không có ai tận hưởng được cho mình đâu. Nếu bạn đủ bản lĩnh, hãy thử một lần. Họ không thể thay đổi. Họ chỉ tập cách thích nghi với việc là đang ăn thì tình cờ có một con ruồi nó bay eo 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 chậm vô thau canh. Cuối cùng rồi thì mình vẫn vui vẻ đón nhận thôi. Cái gì rồi cũng sẽ quen hết. Đúng rồi. Đúng. Giống như nhịn nỉa rồi cũng sẽ quen. Hôm nay là một ngày nắng khá đẹp và khá ấm. À, bây giờ mình sẽ lên núi kiếm củi. Đây là con Duyên. Đấy, con chó Phú Quốc vằn vện giống như chui từ trong cái bếp ra. Đây là con Lin. Lin. Chị ruồi nâu 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 nâu, chị bay đi đâu đi đâu. Lửa trong lò lại cháy, củi đã khô. Và đây là thứ củi thần kỳ. Những cái chuông thì bạn sẽ nhận được tất cả các thông báo của mình. Những cái chuông nhưng mà phải chọn và phải chỉ tất cả. Bạn sẽ nhận được tất cả các thông báo của cái clip mình lên. Và hứa là mình sẽ không làm những cái clip xàm xàm như hồi trước đâu, và chỉ làm những clip xàm xàm như hồi này thôi. Mấy con chó đây nó nhìn ra ngoài rừng, nó sủa cái chuông gì mà phải không, cái củi nó khô cái lại. À, sau 2 triệu năm chắc là phải tốn mất 2.000 năm nữa để. Và tiếp tục 2.000 năm sau, một thời gian sau. Mà nói thật là nói điều đấy. À, tới rồi, đây là dầu ăn cái lân. Dầu ăn cái lân hân hạnh không tài trợ chương trình này. Và bột canh thiên hương cũng vậy, không có tài trợ. Mình thích thì mình làm thôi, tài trợ thì tài chủng khỉ vậy. Bỏ cái vỉ này lên. Bắt cái nồi nước lên, đậy cái nắp lại. Muối. Đây là cảm giác tối qua. Lại nữa. Cục than con đỉ. Và hôm đó là Tết. Tết thì thường thường là thay nhau ôm súng lên nóc nhà ngồi canh máy bay. Thực tế với bản thân của mình là đây. Còn thực tế với bản thân của bạn là gì? Hãy comment ở dưới cho mình biết nha. Tí nữa lấy cái bài sọ qua bên nhà mình luôn. Xong lên cái giường nằm nhìn cũng lụng. Nhìn mặt trời lặn, đồ mặt trời hết sốt rồi ạ.